À, đối với hàng cư sĩ tu học như chúng con thì trong một ngày thường có những thời khóa sinh hoạt hành thiền như thế nào? Cách đọc tụng kinh, các bài kinh nào nên đọc và nghiên cứu tu tập để đúng theo chánh pháp Thích Ca đã dạy? Xin sư Quan nghĩ giúp con. Ồ, xin lỗi. Ủa? À, đúng rồi. Thì nói về cái thời khóa đó thì tùy theo cái tùy theo quý vị đó, cái công ăn việc làm quý vị như thế nào, có thu xếp được hay không thì đó là do quý vị chứ sao do sư nha. Rồi những cái bổn phận của mình, ví dụ như mình ở nhà bổn phận lo việc nhà cửa, bổn phận lo việc chồng con, bổn phận lo việc cha mẹ, mình phải lo hết những cái bổn phận của mình, cho nên thời khóa là phải tự mình thiết lập ra chứ không thể hỏi sư được. Thời khóa của một vị tu sĩ làm sao xài được cho thời khóa của vị cư sĩ. Còn về kinh tụng á, thì sư chỉ có hai cái đề nghị: một là tụng kinh Tam Bảo, hai là tụng kinh Pháp Cú. Sư thì sư vẫn khuyến khích quý vị là lấy cái Pháp Cú ra đó quý vị tụng, tụng hàng ngày nhật tụng, mà quý vị tụng Pháp Cú nó vẫn tốt. Và cái việc mà nghiên cứu kinh tạng á, nghiên cứu thì chúng ta nên đem kinh tạng ra để nghiên cứu, tức là trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ưng đó, hoặc là những cái bài cũng trong kinh tạng, ví dụ như sư có danh sách phát kinh 38 pháp hạnh phúc, hoặc là cái bây giờ là có cái thanh tịnh đạo thì quý vị có thể xem. Không biết trong vấn đề này thì sư Chánh Tâm có cái gợi ý gì không? À, nếu không thì thôi chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.